bạn chọn bạn nào khi mà thị trường còn hàng ngàn hàng trăm thương hiệu tương tự? Ca này hơi lâu à. Và Nhi nghĩ là một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để ủng hộ cho tinh thần của bạn, đúng không ạ? Và một tràng pháo tay để chúc mừng Bi Ba Cát Thi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cô không xài nữa. Cái một thời gian sau cái đầu cái cô xài nữa. Cái da mặt đẹp, cái cô ngân mà cô không biết bà lão ở đâu, nhưng mà bữa nay tự nhiên cái được sự mời mà gặp bà lão ở đây, cô rất là hạnh diện mà cô rất là mừng. Cũng như là cô góp ý mấy anh mấy chị và mấy em nào mà có xài bà lão thì rất là yên tâm, xài rất là da mặt ok, tại vì cô đã có xài rồi cho nên cô biết. Và hôm nay cô cũng muốn hỏi con là sao mà nhiều cái thương hiệu mà sao con không chọn, mà sao con chọn cái thương hiệu của bà lão đúng ý của cô luôn á. Con xin trả lời câu hỏi của cô là thị trường hiện nay thì có rất nhiều cái loại sản phẩm để cho mình lựa chọn, nhưng mà lúc trước con đã sinh em bé, con đã có em bé rồi thì con cũng đã tìm hiểu rất là nhiều loại, con cũng đã kinh doanh rất là nhiều loại rồi, nhưng mà không có cái nào có hiệu quả hết. Sau khi con có duyên với bà lão là em gái của con, nó đang xài thì con thấy là rất hiệu quả, con biết thử đặt niềm tin là con mua về con xài thử thì là đúng như vậy, thì con xài da con rất là đẹp, tại vì mới sinh xong mụn nhiều lắm, con mua về con xài, con cũng là người tự tin là con phải thử trước, con kết quả của nó như thế nào thì con mới dám buôn bán. Thì sau khi con buôn bán thì cơ duyên thì con được tới ngày hôm nay là được là 1.5 năm rồi, thì con đã tự tin là con nuôi được con của con đã mua đủ sữa và biển cho con của con, nhưng mà con không phụ thuộc vào bất kỳ ai, con là tự bản thân của con là tự tạo ra đồng tiền của chính mình. Con xin hết. Mà cô thấy xài rất là ok, xài xong cái da mặt mình nó hơi hồng hồng đúng không?
còn nó hồng cái đi ra đường người ta hỏi bị gì vậy, nói tại vì em muốn chồng. Nhưng mà xài rất là ok, nó hồng xong rồi nó trắng, nó đẹp. Xong rồi cái mình xài xong một thời gian, cái đầu cái mình để cho nó bung ra hết xong, bắt đầu cái đầu mình xức kem vô là rất là ăn, mà rất là đẹp, da mịn dữ lắm. Dạ đúng rồi, bây giờ con rất là tự tin. Ai hỏi con là khi tại sao da đẹp thế, con tự tin là con đang xài bà lão và con là người tổng đại lý một của bà lão công ty ạ. Đó, xin được cảm ơn câu trả lời của tổng đại lý Trần Thị Thu Thúy. Và không biết là cô Minh Hiếu còn lời chúc mừng gì dành cho 6 thí sinh trên sân khấu này không ạ? Dạ, Minh Hiếu cũng chúc cho mấy con và mấy anh mấy chị sau này mà theo cái thương hiệu của bà lão sẽ sau này sẽ thành công và tốt đẹp hơn. Cảm ơn cô Minh Hiếu rất nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều, bây giờ cô có thể trở về sân khấu rồi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tổng đại lý Nguyễn Thúy Vi ạ. Cho Đạt xin chào tất cả các vị văn khách và ban giám khảo, chị Đi Ca Cát Thi, cô Minh Hiếu, Tràng Đòn và chị Đào Thị Ánh Nguyệt, bạn Hoàng Quốc Danh. Thì rất là vui nhưng hôm nay là mọi người đến đông đủ để dự cái chương trình này. Thì sau đây thì Đạt sẽ gửi câu hỏi đến bạn Thúy ạ. Em có cảm nghĩ như thế nào về văn hóa kinh doanh bằng tâm, kinh doanh bằng tâm của công ty Bà Lão? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của boss và em xin được trả lời câu trả lời của mình ạ. Là kinh doanh bằng tâm thì điều đầu tiên em nhận thấy là công ty mình rất là quan tâm đến những thành viên trong công ty. Khi mà các ngày đặc biệt của mọi người đều được boss và cả công ty quan tâm đến. Và điều thứ hai đó là boss có một tấm lòng rất là nhân hậu. Thì mỗi tháng thì boss sẽ trích ra một ngày để làm một ngày thiện nguyện và đi phát những món ăn từ thiện cho những mảnh đời khó khăn hơn. Và điều thứ ba em cảm thấy là khi mỗi khách hàng mua sản phẩm bà lão đều đã trích một phần quỹ 500.000 đồng vào quỹ tự tâm của công ty. Và em thấy đó là một điều rất là vinh hạnh khi em được là một thành viên của công ty Bà Lão. Em xin hết ạ. Vâng, xin được chúc mừng câu trả lời rất xuất sắc của bạn và xin được cảm ơn anh Đạt rất là nhiều. Có thể quay trở về vị trí của mình ạ. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Xin chào hệ thống Bà Lão. Xin chào mọi người. Hôm nay thì Trần Đòn rất là hạnh phúc và vinh dự khi có mặt ở đây cùng với mọi người. Thì để không mất thời gian của chương trình thì cho Trần Đòn chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe. Chào em. Câu hỏi của em là theo em để trở thành một người bán hàng có tâm và có tầm, mình cần phải có những yếu tố như thế nào? Thì em xin trả lời câu hỏi của mình. Thì để trở thành một người bán hàng có tâm thì thứ nhất là phải có cái độ yếu tố là yêu nghề, phải có đam mê với cái nghề mà mình đang làm thì lúc đó mới có thể yêu khách hàng của mình được. Và cái điều mà những người bán hàng nên phải có đó là luôn luôn xem mỗi khách hàng, dù là đến trước của mình hay là đến sau mình, đều là khách hàng đầu tiên, không phải là khách hàng sau này đã tư vấn, đã mua hàng nhiều rồi thì mình mới tư vấn tận tâm, mà không phải tất cả những khách hàng đều được có sự tư vấn tận tâm và chăm sóc của mình hết. Và để có tầm nữa thì chúng ta phải là người trải nghiệm sử dụng sản phẩm và có kết quả thành công trên làn da của mình, và sau đó sẽ bồi dưỡng thêm những kiến thức và những kỹ năng bán hàng để cho chính chúng ta là người có thể tư vấn và chăm sóc khách hàng của chính mình được tốt nhất. Em xin cảm ơn. Một tràng vỗ tay thật lớn hơn để ủng hộ tinh thần cho bạn ạ. Vâng, mà chị có cảm nghĩ gì không? Cảm thấy rất là yêu cái công việc mà bán hàng hiện tại, tại vì cảm thấy cái hệ thống của anh Đạt đang đi theo cái chiều hướng là kinh doanh online, cho nên chờ đợi rất là ủng hộ. Cho nên nếu như mà em và mọi người có cần cái gì thì cứ liên hệ với chị sẽ ủng hộ em về việc bán hàng online. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn Trần Đoàn rất nhiều. Anh chị có thể tiếp tục ạ. Chúc cho hệ thống của anh Đạt ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Một tràng vỗ tay ủng hộ cho doanh nhân Trần Đoàn quý vị. Vâng, phòng 20, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức sexy dance do vũ đoàn Mít. Xin mời một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
quá lên rồi. Để cho y chai nha. Đi hào.